Rồi thì hôm nay là đi xịt dưỡng bông nha con, xịt đó, xịt dưỡng trái chứ. Nay sổ xong rồi, trái đang chạy rồi. Thì hôm nay có những cái bộ mà gọi là giải đáp thắc mắc cho mình bà con mình xem. Tại sao mà có bộ 3 dưỡng trái rồi bộ 4 dưỡng trái này kia đồ. Nói chung là rất là gườm gà. Nhưng mà đến với cái kênh tập làm nông nghiệp của em sẽ giải thích cho bà con mình là cái bộ đó nó bao gồm về những loại gì và hoạt chất nó như thế nào để cho nó điều hòa sinh trưởng cho trái như thế nào, và cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết này kia đều sẽ giải thích cho bà con mình. Thì giờ cũng như thường lệ em sẽ đi quay miếng vườn em trước cho bà con mình xem ha. Đó, hiện nay có một số cây sổ nhị là hoàn toàn xong hết rồi nha bà con. Đó, ghét gến đồ là ba em là rất là kỹ, đã quét ra sạch sẽ hết rồi. Đó, hiện tại là đang chuẩn bị giai đoạn chạy trái nè. Đó, bây giờ mà đưa hút vô một cái là tuyệt vời, ông mặt trời. Đó, chả có cái vấn đề hay gì mà mình phải sợ hết. Đó, tỷ lệ em trông cho nó rụng bớt rồi con, nó dữ dằn lắm rồi, không phải là em nổ thiệt nhưng mà thật sự nhánh này chỉ lấy một tới hai trái thôi mà nó đậu dữ dằn lắm. Có nhiều bà con mình nói vậy, cái bà con mình đang xem video nói mai mốt nó còn rụng nữa chứ ở đó mà mày láo phét này. Nhưng mà thật sự hôm nay em xịt cử chạy trái này em đảm bảo bà con mình luôn là nó dảnh lên, nó chạy trái nó to ra, nó tà hổm gà em cho rụng sinh lý thoải mái luôn mà. Đó là chưa có quét này kia đâu đó, nhưng mà hôm nay em xịt cử thuốc này là đảm bảo là nó sẽ chạy trái và trái nó sẽ to ra. Đó thì đi một vòng cho con mình xem vàng lá rồi, nói chung là đang mở lá lụa này kia rồi, đang chuẩn bị sang già. Nói chung là vàng lá tuyệt vời, em chả sợ cái vàng lá nữa, tại vì nó đã lụa mà kiểu như cứng hết rồi. Đó, nói chung là tuyệt vời. Đó, còn một số cây bên đây thì nói chung là bông cũng rất là nhiều, đang sổ nhị. Đó, nhưng mà em vẫn xịt nhau con, nói chung là xịt để thí nghiệm thử vừa sổ nhị vừa xịt như thế nào. Đó, còn cây này thì nói chung là ôi ôi quá trời luôn con, nó trông cho nó rụng bớt thật sự luôn, bà em quét lát như cái đầu hay chùa luôn. Đó, quét bông cái mô nhìn thấy láng như đầu hay chùa luôn ha. Con xin lỗi thầy. Này kia đâu, nói chung là mình làm clip vui vẻ hài hước cho con mình xem chơi cho vui chứ nhiều khi coi clip này kia đồ chán. Đó, nói chung là em sẽ giải thích cho con mình những cái vấn đề nó cho nó rụng thoải mái nè. Nói chung em không sợ rụng mà con, nhưng mà giai đoạn mà kiểu như mà ít bữa mà trái tròn tròn bự xíu nó rụng thì nói chung là em có hút men. Nói chung là em bùa em phép hết, không phải là em nói bốc phép, nhưng mà bà con mình đã theo cái kênh YouTube của em làm tới giờ, nói chung là từ lúc mà em tạo mầm tới giờ làm rất là nhiều clip để ra, thì tới giờ bà con mình đã biết em làm vàng bông như thế nào. Đó thì cái vàng trái thì từ từ em sẽ cập nhật cho con mình xem trực tiếp. Đó, từng tập cho bà con mình theo dõi. Những bà con nào đang chuẩn bị trồng sầu riêng thì về sau này thì sẽ có cái kinh nghiệm, nếu mà theo em tầm khoảng 2-3 năm nữa ha, nếu mà xem clip em. Đó thì cũng rất mong bà con mình sẽ đăng ký kênh. Đó, còn hệ cây này sổ xong chân rồi, về xịt chạy trái. Nó chạy trái là xịt ở ngoài ở trong đây để ngừa sâu, và xịt cái mà cái mặt lá ở trong nha con. Đó, này kia đâu thì đáng lát em sẽ pha thuốc cho con mình xem sao. Giờ kiểu như đi một vòng cho con mình coi cái tình hình lá của em coi nó ổn áp không nha con. Đó, trên đó thì lá nó mở lụa chân rồi, quấn cho nó già ha. Đó, hiện tại là quấn thuốc thì cũng tạm đỡ cho lá nha con. Đó, còn cây tơ nè, hồi ok nãy sổ xong chân rồi con. Đó, nhưng mà nó chưa chạy trái. Đó, để mà lát mình xịt thuốc gì cho chạy trái em sẽ giới thiệu con mình sao. Đó, con mình từ từ đừng có tua, nói chung là những cái kinh nghiệm em chia sẻ rất là thực tế cho con mình, mà con mình mà tua tới lúc mà giới hiệu thuốc, nhưng mà cái khúc đầu em nói cái gì bà con mình không hình dung được. Nó như là giai đoạn tưới nước này kia rồi tưới làm sao này kia rồi, bà con mình coi cứ tua tua tới khúc em xịt thuốc gì. Nó để mua trang vậy xịt, nhưng mà thực chất là tùy theo giai đoạn như thế nào. Nó hiện tại vàng lá cũng có trái mà em mới quýnh cái cử thuốc mà cái gì ta? Quýnh cái cử thuốc mà gì full ghi top mà em giới thiệu cái clip mà vừa rồi tập số 44 á. Nó thì nói chung thì cũng tạm ổn. Nó thì cái cây tơ không mang bông mà nó cũng trái lá nữa kìa, huống hồn chi mà cây mang bông. Đó, nói chung thì mấy chùm này tới này sổ luôn con. Trời ơi nó rảnh nè. Đó, rảnh là nó thương à. Bên đây sổ rồi nè. Đó, đang chuẩn bị chạy trái luôn. Đó, mình để nhiều như vậy để làm gì? Nữa màn quỷ này nè. Nó màn gọi là bình lão nè. Thằng tiễn nó bỏ nè. Đó, mình tiễn ngay từ giai đoạn này luôn thì vẫn ok. Đó, đặng mình lựa. Nó nguyên nhánh này mình chỉ lấy tầm khoảng hai trái thôi mà tỷ lệ nè, nó cả đống luôn. Đó, sâu xia cũng tùm lum luôn. Đó, cho nó loại bỏ bớt đi. Nói chung là em bứt luôn á mà nó không có gớt. Nói chung em trông cho nó rụng bớt quá nhiều rồi con. Đó, thật sự rất là nhiều. Bây giờ xịt cử thuốc chạy trái nữa thì thành ra là đậu khủng khiếp nữa. Đó, bởi vì cũng khổ luôn rồi con. Đó, nhiều khi mình nói chuyện không ai tin, nhưng mà thật sự em không phải là em nổ, em làm tới đâu thì em kỹ lưỡng tới nấy. Đó, trái này nói chung là đang chạy gai nè con. Đó, rất là đẹp. Đó, tuyệt vời. Đó, này kia đâu. Đó, còn này nó đang mới sổ xong. Đó, bên đây chuẩn bị chạy. Đó, còn bông như đây thì nói chung đây lấy hai trái nơi mà chùm bông nó rảnh nè. Ô chùm trái nó rảnh nè. Đó, rất là tuyệt vời. Còn chùm bông đang sổ nữa nhưng mà vẫn cho xịt thuốc luôn ha. Rồi thì nói chung là lượng nước tưới đối với cái mà sổ nhị này cứ tưới đều đều nha bà con.
chừng nào giai đoạn chạy trái mà nó rụng quá thì có gì thì mình giảm lượng nước tưới lại, quan trọng mình canh này kia rồi. Cây này hồi đó là không có đậy mũ nha con, nó chạm xịt bắt lo ông chẻ chơi chơi không mở ra bông nè, khủng khiếp luôn. Còn cây nhỏ đó nữa, nói chung là em có làm nhiều clip lắm mày. Còn mấy cây này là cây lụa sao đó, cây này kiểu như là nó ăn hú kéo á, nó ăn hú ké mà con đó, này kia đâu trời ơi vàng bông bảnh rồi con, vàng bông nó sổ à, thấy khủng khiếp không đó, nhìn thấy mê không. Thì giờ cũng không nói nhiều, giờ vô để quay chia sẻ hút cho con mình xem, rồi một lát nữa là sẽ kiểu như là ra xịt như thế nào chỉ cho con mình sao ha. Rồi giờ vô coi hút nhau con. Rồi kính thưa bà con, thì hiện tại là trên tay em là bộ ba, mà thường bà con mình nói ở bộ ba Tây Ban Nha, rồi bộ ba Hoa Kỳ, rồi bộ ba Trung Quốc, bộ ba Cà Mau gì các kiểu đại điểu bà con đó. Hôm nay kênh tập làm nông nghiệp của em là dạch trần mọi sự hắc mắc của bà con đó. Bà con mình thấy hay cho em một lượt like heo con, để em giải thích tại sao mà có những bộ ba này kia đồ, kênh này kênh kia đồ nói xịt đậu trái chạy trái ui búa xua trơn đó. Bà con mình mỗi lần mua hút là phải nói bán cho tôi bộ ba vậy. Hôm nay đến với kênh YouTube em làm dạch trần mọi sự thật cho bà con mình biết, để bà con mình hình dung được cái bộ ba nó là bao gồm cái gì và cái gì, để bà con mình làm, để mới vừa bà con mình làm thành công nó. Còn mà không biết cái việc liên hệ em bùa cho bà con mình thêm xíu nữa nha bà con đó. Thì bộ ba của nó là bao gồm canxi và hàng bo và một cái hàng dưỡng trái chạy trái, là bao gồm là đạm, lân, kali và hàm lượng nó như thế nào. Thì trên tay em là bộ ba nè, bộ ba này là bộ ba của Quang Đạt sầu riêng nha con, là cái như là tự em soạn, tự em biến chế ra. Nói chung là hút trên cửa hàng rất là nhiều, nhưng mà quan trọng mình biết được cách mình phối như thế nào là để mình xịt, nói chung là rất là dễ bà con, kiểu là canxi, bo và dưỡng bông, kéo bông nó là như thế nào. Và để lại gần cho con mình coi bộ ba đó, nói bộ ba cho con mình ám ảnh nữa, không biết bộ ba nào xài cho ngon đó. Thì để giới thiệu từng sản phẩm nha con đó. Thì cái nhất là bộ ba là đầu tiên là hàng canxi rồi con đó, canxi nè, canxi nhưng thật sự thật chất nó là canxi đó. Canxi đây là 14% là canxi và nó kèm thêm silit đó. Silit này là theo như em được biết là để giúp cho nó chạy trái, để giúp cho nó gọi là bóng bẩy này kia đâu nha bà con, chứ không phải là xịt vô chạy trái nhanh là không có. Đối với cái hàng mãn hon mình là hàng Thái á, là nó chạy trái rất là chậm, chứ không phải như ghi 6 sổ tới đâu là trái nó chạy ra tới nấy ha đó. Thì em là hàng này cũng hợp chí, bà con mình mua ở đâu cũng có nha con đó. Này là thuộc dạng như canxi đó, canxi nha con đó. Nói chung là lắc đều trước khi sử dụng. Thì bộ ba là đây là đầu tiên canxi không phải thiếu nha, em đổ vô nửa chai cho 200 lít nước đó, để cho bà con mình biết, bà con mình hình dung đồ ra kiếm chết cha lỡ hơn rồi đó. Ok không sao đó, em chơi gọi là thực tế nói chuyện, hồi đổ hơn nửa chai luôn rồi đó. Thì canxi để giúp làm gì đó, canxi là công dụng của nó là để giúp cho nó gọi là chắc cuốn nó, rồi gọi là đỡ rụng này kia thôi. Nhưng mà thật sự đối với lượng bông của em rất là nhiều là rụng rất là chuyện bình thường đó, trông cho nó rụng bớt bà con, tỷ lệ đậu tầm khoảng 10% là ok rồi. Tại vì tới 5.000 bông mà đậu tầm khoảng 10% là bà con mình 5 tới 10.000 bông là rất là nhiều ha đó. Thì loại thứ nhất, loại thứ hai đó chính là hàng bo đó, cho con mình coi hàng bo. Hàng bo là gì, công dụng nó là gì, đến với kênh em thì em giải thích cho bà con mình hình dung được hết ha. Và đặt để CL16 bo kẽm, ui em không cần quan tâm đến vấn đề đấy không con đó, để này nhiều khi em để Quang Đạt 16 được cũng được đó, nói chung cũng thích để gì đấy. Nhưng mà quan trọng của nó là thành phần nó đăng ký là cái gì đó. Đây là bo 10%, là tất nhiên là 100.000 ppm là nó sẽ hấp hơn cái hàng bo chắc. Hàng bo chắc là nó chỉ có 15, hàng bo chắc nó tới 15% lận nha bà con nó. Thì bo này là em cho một chai nha, tại vì chai này là 250ml là cho một chai cho con phi nó. Thì cái nước nó cũng rất là mà y chang như loại bo khác, cái nước nó màu vàng không con nó, cho con mình coi nước màu vàng. Nói chung là em là làm rất là thực tế không con đó, nước màu vàng y chang như bà con mình xem những cái clip của kênh YouTube khác thì con mình biết nó cái bộ bo này kia đâu nè, nó nè nó nước vàng ha, nó nước vàng là bo nha con đó. Đổ vô thì bo công dụng của nó là để giúp kéo cái hàng canxi để cho nó dễ gọi là hấp thụ. Tại vì cái hàng canxi mỗi khi mà bà con mình xịt lên á là nó sẽ đứng yên ngay chỗ đó, và nó có hàng bo này là nó sẽ giúp vận chuyển cái hàng canxi để giúp cho cái gọi là cái như chắc cuốn cao hơn đó. Theo em được biết là vậy nha con đó, theo như nhiều người chia sẻ. Còn em thì đến với kênh em thì nói chung mà em chỉ biết chút gì thôi đó, có sao thì chia sẻ cho con mình vậy đó. Một chai bo rồi. Thì tiếp theo là không thể thiếu hàng mà gọi là chạy trái nhanh nè. Nó thì hàm lượng của nó là chủ yếu là lân với kali thôi, không có đạm, đạm rất là ít nha bà con. Nó giai đoạn này nếu mà mình đưa đạm nhiều quá thì tỷ lệ nó rụng càng cao nha bà con. Nó ngộ vậy đó, thường thường mình đưa đạm vô để cho nó nhanh lớn.
nhưng mà thật sự giai đoạn chạy trái là không có cần đạm vô con. Đó, thì chai này thì để cái gì CB cu bự gì cái bè gì đâu con, nó không hai gì các kiểu ha. Đó, nói chung hết để gì để thôi. Nhưng quan trọng cái hàm lượng. Đó, cho mình coi thành phần đăng ký hợp quy luôn nè. Đó là đăng ký là chắc cú luôn á, là trong này là sẽ có những này ha. Còn mình không, bà con mình tin tưởng hơn là cứ việc mua cái que test về test coi coi trong đây có gì ha bà con. Đó thì nó chủ yếu là đạm 400, nó chủ yếu là lân với kali cao để giúp cho giai đoạn cho nó, chủ yếu là hàng lân kali cao để giúp cho nó gọi là khống chế kiểu như là khống chế cái sự mà gọi là rụng này kia đâu con. Đó nói chung thì em trông cho nó rụng bớt chứ sự giờ để bông nhiều quá, nó đậu quá trời đầu con. Đó thì cho con mình coi cái nước trong đây màu gì luôn ha. Đó. Thì cái nước này chan như nước trà đá hiểu không con. Đó. Nước này chan như nước trà đá ha. Đổ vô thực tế luôn. Đó, cho con mình coi cái y chang như nước gọi là trà xanh rồi con. Đó. Đó. Nhìn này vậy chứ nó rất là tốn tiền nha con. Chai này tới gần cả trăm ngàn ha. Đó, đổ vô. Thì cho nửa chai này ha. Đó. Rồi, thì để cử sao cử tới gì em xào chẻ ra em tiếp tục em nghiên cứu em xịt tiếp ha. Đó xong rồi thì tiếp theo là không thể nào thiếu combi mà con, nói chung em phái đưa combi lắm mà con. Đó mà con nào có tiền xài combi, không có tiền khỏi xài combi ha. Combi này cũng có một ông anh xe ông cho vô con, nói chung thì ông cho ông về ông xài thử này kia đâu, nói chung ai cho em xài à, thấy nó ok xài vô con. Đó thì hàm lượng nó đăng ký cái gì kẽm này kia, nói chung là vi lượng combi là vi lượng là 5 yếu tố là ok nha. Thì một lô em cho hai gói combi. Đó, này là sale của mấy công ty đồ cho về xài chơi không con. Đó. Cái này xé không được luôn con. Đó. Ok. Này là dạng combi dạng bột nha con, chứ không phải là dạng dạng cốm. Đó, này dạng bột. Combi này là của công ty MCF gì các kiểu luôn. Đó, không quan tâm vấn đề đó, chủ yếu là làm sao xịt cho đạt thôi. À, miễn có vi lượng trọng là ok ha. À, đổ vô. À, chung là hàng thử cho gì thử nấy. À, nói chung thử nhưng cũng phải lựa chọn sản phẩm nào ok thử rồi con. Đó, giai đoạn này xịt khơ khơ chặt con tán bán trâu luôn con. À, rất là nguy hiểm. À, rồi tiếp theo hàng cuối cùng là không thể nào thiếu hàng sâu rồi con. Đó, hàng sâu rất là quan trọng ha. Hôm ngày bỏ gần 20 ngày chưa xịt có sâu bông rồi nha con. Đó, để lát em đi quay phim coi sâu bông cho con mình xem. Đó, không có cái kéo luôn. Đó, chơi là chơi, có đồ nghề gì xài nấy. Đó, đây là hàng sâu này nè, cho con mình coi hàng sâu em lựa chọn dạng cốm nha. Đó, quên lại gần cho con mình thành phần đó là Emametin, y chang như là 1.9 đồ đó con. Nó dạng sinh học ha. Thì trong đó là dạng cốm nè, một gói này cho 100 lít nước hoặc là 200 lít nước vẫn được. Đó, dạng cốm nhìn rất là mê nha con. Đó, rồi ok, đổ vô. Đó, rồi sau. Ok ha. Rồi, cuối cùng thì không thể nó thiếu hàng bám dính mà con. Đó, thì hàng kiến bò, kiến càng này nè. Giá hiệu cũng nhiều rồi, kiến càng nha con. Đó, mình đổ vô cái nữa, đặng cho nó thấm sâu vô. Đó, tại vì xịt cử này cái ăn Tết rồi mà con. Đó, rồi. Đó, chai này em cũng có khui rồi nha. Đó, đổ vô cái nữa là ok, tuyệt vời. Xịt tới đâu thì trái chạy tới nấy ha. Đó, chạy đậu nhiều quá nữa, lặt bỏ cũng chết luôn. Đó, giờ trông cho nó rụng bớt rồi con. Đó, hồi đó sợ nó rụng với cái háng nắng này nó đậu dữ dằn lắm, đậu chịu không nổi luôn con. Đó, không phải là mình nổ này kia đâu, nhưng mà tỷ lệ là chọi kiểu như là 1.000 mà chỉ lấy có một trái một thôi. Đó là trên một chùm bông ha. Đó, một nhánh mình lấy một trái thì trung bình lấy khoảng 20-30 trái thôi mà đậu khá là nhiều. Đó, rồi để pha cái ha. Đó, thì lưu em mà xịt tầm khoảng 200 lít nước à, pha như là xịt đủ rồi nha con. Đó, giờ là giật máy lên trộn và xịt thôi, rất là đơn giản. Đó. Rồi còn dư hai này thì để chiến tới, thì chiến tới nữa mình phối mình trộn trộn lại mình xịt tiếp ha, mua thêm một chai bo nữa là ok. Đó thì bộ dưỡng trái dưỡng bông em đơn giản thôi. Đó, giờ giật thực tế lên trộn cho con mình xem ha. Đó, đơn giản nhẹ nhàng. Giờ là trộn phi này lên, phi này tầm khoảng 200 mấy chục ngàn nha con. Đó, sâu rồi này kia đồ ha. Đó, thì vậy trộn thôi. Đó, nén nén lên cái nữa. Đó, cho nó trộn nó bận ở dưới lên. Đó,
Và đặc biệt mình xịt bông là mình xịt vô mặt lá trong nha bà con, chứ không phải là xịt bông xịt trái chạy trái này kia đồ, xịt trái không chết luôn, xịt vô mặt lá trong này kia đồ để cho nó quang hợp, nó đẩy chất dinh dưỡng ra để cho nó chạy trái ha. Rồi thì giờ lát xuống xịt thực tế em sẽ quay phim cho bà con mình xem. Thì giờ trộn lên nãy giờ em đã giới thiệu bà con mình rồi, thì rất mong bà con mình đăng ký kênh ủng hộ em, có động lực em ra nhiều video. Ít bữa là mọi cái sự này kia đồ bà con mình thắc mắc em sẽ giải đáp cho bà con mình trên kênh YouTube này đó. Rất mong bà con mình đăng ký kênh nha bà con. Còn giờ ra xịt thực tế ha. Rồi hiện tại là ba em đang xịt nha bà con. Đó này nó trộn sổ là trời ơi, nó đậu bà con khủng khiếp luôn, quá chén bà con. Đó ai nói rụng sạch gì đó thì từ từ đợi xem kết quả. Nó không phải là mình nói mình hay này kia đồ, đó này kia đồ ha. Thì vậy đây, nói chung là mấy chùm bông mà gọi là cục cục bà con, đó cho rụng đi. Đó, mấy chùm bông mà cái như là còn một hai cái như là ít ra. Đó, nhánh này chỉ lấy tầm khoảng một trái thôi mà nó ra chùm bông rất là đẹp bà con. Đó này kia đâu, ba em xịt sắp tới rồi, để quay phim cho con mình xem là cách mà ba em xịt. Đó thì cái loại thuốc này thì mình có thể xịt đối với bông được luôn nha bà con, chứ không phải là mình xịt cho nó chạy trái không. Đó thì xịt thì kỹ lưỡng này kia đồ, mặt lá trong này kia đồ đó, thấy chưa. Đó đây cây này mới xịt thuốc xong rồi con. Đó cả cho con mình coi, nói chung là cái cuốn bông nó xanh lè luôn con. Đó, đi dinh dưỡng đầy đủ cái cuốn bông nè. Đó, xịt tới đâu xanh lè tới nấy. Đó, xịt xong hăng hăng ngắm thuốc vậy bữa nó chạy trái cho con mình thấy nó chạy còn hơn là tinh lửa luôn con. Đó, chạy chạy bự ha. Đó, nói chung là dư bông rồi con, nói chung là em chả sợ vấn đề rụng đâu. Đó, này kia đâu. Đó, rất là đẹp rồi con. Đó, tỷ lệ về nhánh này đậu chỉ có hai trái thì mình nữa mình tuyển chọn ra trái đẹp thôi. Nó còn mấy trái méo nè, mấy trái này đang méo nè. Đó thì nữa từ từ mình sẽ có hút đồ này kia đâu. Đó thì cái bài em làm thì sao em chia sẻ bà con mình hết rồi. Rất mong bà con mình đăng ký kênh ủng hộ. Thì cây này thuốc không qua cái cây bên đây có ba em xịt nhau con. Đó. Xịt thì bông rồi nhánh rồi mặt lá trong. Nó đơn giản thôi. Đó nói chung là người xịt cũng rất là quan trọng ha. Mình xịt kỹ lưỡng tới đâu giờ mình đừng nói dùng ít này kia rồi mình xịt kỹ, thật sự dùng nhiều mình xịt vẫn kỹ thì cái tỷ lệ nó đậu rất là cao. Đó đây có mấy bông sổ này em vẫn xịt luôn nè, thí nghiệm coi nữa nó làm sao, nó đậu không. Đó này kia đậu chứ gì đâu mà mình sợ vấn đề mà xịt bông sổ nhị rồi sao. Đó em chơi hết các kiểu con rà điểu luôn. Đó vừa sổ nhị vừa xịt luôn, bình thường. Tại vì cái tớp chạy trái nó nhiều hơn cái tớp quét bông ha. Quét bông hỏng gậy như cây này lấy tầm khoảng 5-6 trái gì đó, phải dở dư luôn nè. Đó thì đâu có gì đâu. Đó thì vẫn xịt bình thường. Đó thì vàng lá thì nói chung là nó đang đứng đọt rồi nhau con. Đó, hổm xịt coi mọi cái bề vô nó gớt mấy lá non chân luôn con. Đó, bởi vậy đó, mấy cái lá non trong nách đó đó bà con ha, nó gớt chân ha. Bởi vì xịt cái hút cho nó hãm đọt thì khỏi cần cộng gì là ok. Đó, cộng nữa mất công lắm. Thì một số bà con nào thì cần thắc mắc vấn đề đọt này kia đồ thì cứ việc liên hệ em, em bù phép cho bà con mình làm được hết. Đó đây em rất ghét là những cái chùm bông cục bà con. Đó những chùm bông cục nó rất là dễ bị gọi là bị sâu con. Đó nguyên một chùm luôn nè. Đó, để vô sổ xong đi rồi bị sâu nhiều kệ nó, nguyên già này chỉ lấy một trái thôi. Đó, còn khóa những chùm bông đơn giản như vậy đó là rất là tuyệt vời. Cây bên đây xịt xong nhau con. Đó, cho con mình coi bên đây cha em xịt nè. Đó, xịt rất là mê rồi con, nước chảy lập đập luôn. Rồi xin lỗi con, hãy có cuộc điện thoại ha. Đó thì vẫn là cây này đó bà con, mình thấy cha xịt đâu, xịt là gọi là tắm cây luôn con. Đó cái vấn đề mà giai đoạn này mình đâu cần đọt ở đâu, cho nên mình xịt nó văng ra ngoài thì sẵn có hàng canxi á thì nó làm chậm cái vấn đề mà gọi là sinh trưởng lại. Đó, đúng rồi, sinh trưởng của tiết đọt lại luôn. Đó này kia đâu, nói chung là rất là tuyệt vời. Đó cây đây ba ông cũng xịt xong rồi, ướt nhẹp chân ha, còn đây chưa xịt nè. Đó nói chung là rất là tuyệt vời. Cây này lá nó hơi trống rồi nè con, nó hơi buồn rồi nha, nó phải dàn lá lợp lợp xíu nữa đẹp nhau con. Đó hôm gà nó đang rụng đào hải cũng rất là nhiều rụng lá ha. Đó nhưng mà mô rồi em cho quét sạch sẽ hết, nói chung là có nhiều đây chứ mình o bế gì chứ bằng người ta cao khoảng 100 cây rồi con, chứ không phải giỡn đâu. Đó đây mình biết được cái kỹ thuật như thế nào này kia đồ, mình đi phân thuốc đều đều, dinh dưỡng đều đều. Đó vài bữa nó chuẩn bị chăm dinh dưỡng rồi nhau con. Đó đây là những chùm bông xà cái sổ mà nó không có chịu rụng bớt rồi con, nó rất là nhiều luôn, không phải là mình nổ vấn đề này kia đâu, nhưng thực sự nó đậu xịt thuốc này nó đậu cỡ nào nữa con. Đó dài dài trên đây nữa. Ồ có chùm bông đó nó bị hư luôn rồi con, chùm bông đó nó bị hư rồi đó ha. Đó lát ngắt cái chùm bông nó giục luôn. Đó dư bông rồi, cây này lấy tầm khoảng 20 trái 25 trái là cùng mà đậu nè. Trời ơi xịt thuốc này nữa nó chạy trái rồi, bữa trái ăn tết ra thấy trái trồng vo là thấy vui tới rồi đó con. Đó này kia đâu, đó rất là tuyệt vời. Đó chả có gì mà phải sợ hết, làm bông mùa hận nói chung là
khó không khó, vậy em dễ biết cách làm là ok. Nhiều khi mình nói dễ cái người ta nói mình nổ, nhiều khi mình nói khó cái người ta thấy dễ. Nói chung là dư luận bình luận rất là nhiều. Nhưng mà chủ yếu em quay với dàn cây cho em là quay trực tiếp cập nhật xuyên suốt nó, chứ không phải mà giấu mấy cây nào mà xuống lá này kia đồ giấu em không có cho con. Đó, có sao em quay em chia sẻ cho con mình đọt điếc này kia đồ. Đó, đọt này còn đang mỏng lụa nè. Đó, và bữa nó cho quýnh cử hút nữa, đang ăn Tết đang cho nó già luôn. Thì quýnh hút gì từ từ cập nhật cho con mình xem. Thì em đối với cái bài em là hiện tại dàn lá về em quýnh chủ yếu là mấy hàng dưỡng lá cho nó dày thôi, nhưng mà nhê kẽm rồi thôi. Đó, còn bà con mình quýnh MKB không thì anh ra nó trái lá. Còn em thì năm nay em đi cái bài gọi là lá mở xong rồi quýnh dưỡng cho nó nhanh và dày lá lên, nó là cái bài chiến lược của em, nó đang thí nghiệm. Nó bà con mình cứ sợ xịt MKB hoài trái lá tè le học me luôn đó, nhưng mà em quýnh mai nhai kẽm, nhưng mà độ thêm bùa thêm nha bà con. Nó vấn đề này kia đâu thì nói chung thì cũng xin kết thúc video bà con ơi. Nói chung thì làm cũng khá dài rồi, chủ yếu là chia sẻ này kia đồ, thì cách xịt đồ bà con mình cũng đã biết hết rồi ha. Nó chỉ bà con mình từ ly từ tí, thì cũng rất mong bà con mình đăng ký kênh. Còn giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại bà con mình ở video kế tiếp, chuẩn bị sắp xịt đọt hay là gãy phân này kia rồi. Dàn lá thì nói chung cũng tương đối ha, bà con mình không tin thì cứ việc liên hệ em Tết này đến vườn em để xem miếng vườn dàn lá ra sao, thì em quay phim sao dàn lá vậy đâu con. Đó, thì có gì thắc mắc thì cái việc đến miếng vườn em sẽ cho con mình xem. Và em đang nghiên cứu cái vấn đề cho một bét lên đó để tưới nước cho nó đỡ bị trái lá này kia rồi ha bà con. Đó, thì từ từ em nghiên cứu thành công thì bà con mình cứ việc làm heo, còn giờ đang nghiên cứu rồi con mình đừng làm heo ha. Đó, nó rất là tốn tiền. Thì còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại bà con mình ở video kế tiếp. Bye bye.